bắt xử lý. Tại sao đứng trên bài nhỏ đi. Tại sao tôi phải khai cho mày? Tôi bây giờ là chỉ thị 12 của phòng. Chỉ thị 12 gì cả tuổi mày. Chỉ thị 16 của tôi. Tụi mày ra thì cần chó. Tụi mày phải ra chỉ ra đường không lý do tôi nha. Phải có ai đừng có tụ tập. Phải có sự đồng ý của dân. Tụ tập là vi phạm á. Vô đi mấy đứa. Phải có sự đồng ý của dân mới được. Vô đi tụ tập là hồi vi phạm á. Phải có sự đồng ý của dân. Còn cái dân không đồng ý mày không có quyền. Hả? Mày đã chỉ thị à? Mày ăn thế của dân mày tự ý mày đã chỉ thị rồi hả? Giữ khoảng cách nha. Đi đó xa hết rồi. Đúng đâu giữ khoảng cách chưa? Đi ra đường chấn thì lại giữ khoảng cách chưa? Rồi hả? Không lừa đảo. Chị nói vậy là chị vi phạm pháp luật rồi nha. Vi phạm pháp luật à? Tao bóc trái rồi tao ầm thế. Hay bóc trái mày dùng cho chó ăn. Tao chỉ dùng mà, tao dữ vậy. Tao nói tao dùng mà. Hả? Tao thấy tụi mày ra đây bóc thuốc tao mà. Tụi mày tụi mày không được hỏi mà. Hỏi tụi mày ra đường để làm cái gì? Yêu cầu chị thấy không sang lên đi. Mày ăn cướp mà mặc đồ băng túi giống là ăn cướp chứ lại. Chị nói sai nha. Mày phạm
Chị nói vậy là chị vi phạm đó nha. Lấy tiền thuế của dân, bắt đồ của dân. Chị nói vậy là chị vi phạm đó nha. Đi ra đường bắt bậy bắt bạ vậy nè. Chị nói vậy chị nói sai rồi. Bây giờ tôi cầu chị kéo con trang lên đi. Chống dịch đi à. Chống dịch băng, chống dịch như vậy à. Tiêu cầu chị kéo con trang lên đi. Chống dịch mà chống như vậy à. Ở đồ đầu bò vuông nè. Chị đi đến, đến đi bàn phường đừng mà đi làm cái gì. Tao đến kệ tao, tao đi đâu kệ tao. Chị nói sai rồi. Tao mới đi ra đường. Chị thấy 12 con quỷ nha. Chị chị đến đi bàn phường đừng mà để làm cái gì. Kệ tao, tao làm gì kệ tao. Chị chuyển xe lưu thông lên đường để làm cái gì. Của tao điều khiển xe là quyền của tao, xe tao đâu. Chị đi đến đây, chị đi là chốt kiểm soát. Chị đánh xe tao không có cướp gì. Chị nghe tôi nói nè. Tao không có cướp xe của ai là được đâu. Chị nghe tôi nói nè, đây là chốt kiểm soát phòng chống dịch. Chị đến đây đi lưu thông xe trên đường để làm gì. Mày thấy nó có kiểm soát được dịch không? Cái việc đó là việc nhà nước người ta đang ra chốt kiểm soát chống dịch. Tao hỏi mày, nhà nước là nhà nước của ai? Việc nhà nước là nhà việc của thằng nào? Chị nói sai rồi nha. Việc nhà nước là nhà nước này của thằng nào? Việc nhà nước này là nhà nước của thằng nào? Chị kéo con trao lên đi. Việc này là việc của thằng nhà nước là thằng nào? Chị nói sai rồi nha. Thôi thôi. Nhà nước là của thằng nào? Một người không đồng tình là mày cũng phải tôn trọng cái quyền tự do của người ta. Nghe tôi nói nè, tôi hỏi chị ra đường để làm cái gì? Tao ra đường kể tao. Không có thằng nào có quyền hỏi. Chừng nào tao biết cái tội ép. Tôi nói nè, chỉ thị 12 của thành ủy nè, chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ nè. Chính phủ là ra đường phải có lý do chính đáng. Chính phủ là thằng nào mấy con ăn trộm táp coi chị. Chị nói sai rồi nha. Chị nói đó là chị vi phạm pháp luật nha. Mày có chính phủ sao? Chính phủ là phải do dân bầu. Chính phủ này có do dân bầu. Chị nói vậy thì nói sai nha. Chị nói sai chị vi phạm pháp luật nha. Tao không bầu thằng nào ở thầu. Chị nói nha, lời nói của chị là chị vi phạm pháp luật đó nha. Hồi đó giờ tao cái chính phủ cộng sản Việt Nam tao chưa bầu thằng nào hết. Chị nói sai nha. Tôi nói chị nói sai hoàn toàn nha. Chị nói sai nha. Tụi mày đâu phải làm. Tôi hỏi chị ra đường lý do làm gì, chị giải thích cho tôi đi. Tao không phải giải thích cho mày. Tao muốn tôi nói với chị đây là chốt kiểm soát phòng chống dịch. Chị ra đường phải mày có lý do chính đáng. Mày thấy nó có phòng chống được dịch không? Nhà nước người ta đang nỗ lực để phòng chống dịch, mày có biết không? Mày hỏi phòng, tao hỏi mày phòng chống dịch là phòng chống bằng cách nào? Tôi nói với chị nghe, dù gì tôi đại diện cho pháp luật nha. Bằng cái mỏ chó của mày. Chị nói sai rồi nghe, chị xúc phạm tôi đó nha. Bằng thuốc mê hay bằng cái mỏ chó của mày? Chị xúc phạm tôi đó nha. Phòng chống dịch bằng thuốc mê hay bằng cái mỏ chó không của mày hả? Chị nói sai rồi, chị xúc phạm tôi rồi đó nha. Xử lý cho phường em. Mày cứ làm. Anh đưa em bắt xử lý cho phường em. Ngồi yên đó. Tao không được rồi. Anh đã. Anh đã.